Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo từ kênh Sapa TV. Hôm nay là ngày cuối cùng anh em mình có mặt tại Tây Nguyên các bạn ạ. Hiện tại thì đang có mặt tại Măng Đen. Mình đang có mặt tại một cái làng của người đồng bào trên này. Thì bây giờ mình đi quay chia sẻ với các bạn. Mình thấy một cái nhà rông rất là đẹp. Nó đang ngay ở phía đằng sau các em thôi. Còn mọi người biết cái hoa này là hoa gì không? Hoa sim. Hoa sim mà. Hoa sim, ôi những đồi hoa sim. Đẹp chưa? Yeah. Đúng là đi lên đến Măng Đen này nó rất là thơ mộng. Nhìn mọi cái hoa hoét rồi nó rất là đẹp luôn đấy. Hoa đây nở bông to cho bác nữa. Đây có một cái nhà kiểu dạng như kiểu nhà cộng đồng hay sao ấy. Ừ. Ô, ở trong này nó quá nhiều hoa sim luôn này. Anh chị em này. Có khi là em nghĩ đây là một trong những nhà rông to nhất Tây Nguyên luôn đấy nhở. Ừ. À, hình như là anh biết cái này này. Đúng cái này là nhà rông mà đúng rồi đấy. Lớn nhất Tây Nguyên là cái này này. Cái này mới là to nhất này. Nhưng mà xây cái mái đọc nhờ. Nhưng mà đằng sau này hoa đẹp chưa? Đây này, cái biểu tượng nhà này mình đi rất là nhiều nhà rồi. Hôm qua cũng đi một nhà ở trên kênh Phạm Dũng. Nhưng mà không phải là cái lối đi nó như này đâu. Đây này, hôm nay mới là bậc đi như này này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng luôn, mẫu hệ luôn. Và số lẻ nha. Lần trước mình có đi quay chia sẻ với các bạn một cái nhà rông. Nhưng mà nhà rông nữa là nhà rông pha ke các bạn ạ. Còn đây mới là cái nhà rông xịn luôn này. Đấy. Đây là nhà rông này là hoàn toàn bằng gỗ, lợp bằng mái ranh luôn này. Đẹp nha. Đẹp thật đấy. Ở đây còn có một hai cái loa phát thanh ở hai bên. Chắc ở dân làng bản mà có cái công việc gì sẽ thông báo qua đây. Đây là mình xin nhắc lại với các bạn là đây là nhà rông lớn nhất Tây Nguyên các bạn nhé. Chào tạm biệt Tây Nguyên. Nó quá to luôn. Chào tạm biệt Tây Nguyên, hẹn ngày trở lại nha. Lý Sơn. Bây giờ anh em mình là hành trình bắt đầu di chuyển đi Lý Sơn. Ôi dồi, nhưng mà phải nói là nhưng mà cái bậc đi lên này là của nam không phải của nữ, nên ra là phải có hai bầu ấy ở đây nữa cơ. Chắc là thấy là người khác không phải là người ED. Đâu anh đi, anh thử đi lên xem nhá. Đâu anh đi lên đi. Nhưng mà trước khi mình đi lên thì mình muốn mời tất cả mọi người xuống đây này. Đấy, để mọi người xem là cái nhà sàn đây thực sự nó là đúng nhà rông của bà con ở trên này luôn. Cái gỗ nó cực kỳ là to luôn. Đấy. Và phía bên hông nhà đây thì có một con khuyển nó đang được các nghệ nhân ở ngôi làng này điêu khắc. Dinh nhìn trong những cái nét điêu khắc thì rất là sơ sài thôi, nhưng mà nó vẫn lột tả được. Đây là chú khuyển các bạn ạ. Đấy. Đẹp đây, bên này là một cái hình điêu khắc cũng rất là đẹp luôn. Đây kiểu là già làng ấy nhỉ. Ở trong này thì những nghệ nhân thì với cái tài điêu khắc gọi là cấp bản của mình, bản buôn thì nó chỉ đạt được không, nhưng mà trình độ điêu khắc nhìn đơn giản nhưng vẫn toát ra một cái gì đấy nó rất là riêng nhá. Còn những cái cây này ấy thì phải mấy người ôm luôn. Chắc là ít nhất là phải hai người ôm. Chị với Diễm chập vào là ôm vừa. Con gà chạy trốn anh Hải đi. Đâu con gà đâu. Nhiều bạn cứ bảo là Hải là quay chia sẻ là cái nhà rông cho mọi người đi. Đấy, đây. Thì đây là cái nhà rông xịn sò mà mình trước khi chia tay Tây Nguyên là muốn quay chia sẻ với các bạn. Đâu? Mà không có cuộc tình tay ba nữa đâu. Các cháu nó các cháu tự vẽ ở đây rồi. Cháu hay vẽ bậy. Nhưng mà trước khi đi thì mình muốn là muốn vào trong. Cô ơi, cho con hỏi là con muốn đi vào đây thì vào trong chơi một tí thì có được không? Cô có chìa khóa không? Được nhưng được, nhưng mà không vấn đề, không có chìa khóa thôi. Em vừa kiểm tra là khóa hai lớp nha. Chìa khóa ở đây là chỉ không khóa. Thế thì mình đi thử lên nào. Có ổ khóa mà. Đi thử lên xem nào. Ổ khóa để vậy thôi. Thế thì vẫn có cơ hội để đi lên để quay chia sẻ với các bạn. Đúng là nhà rông lớn nhất Tây Nguyên này. Đỉnh thật. Mà đi lên đây là đối với đồng bào trên này là sẽ đi lẻ nha các bạn nhé. Này, mấy bước này. 1 này. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đâu? Chỉ để vậy thôi nhưng khóa số nhé. Cái gì? Đây, nó có số hẳn hoi mà. Này, như kiểu hay là bấm ở đây ra không? Bấm thử nào. Cái Cái này là có mật khẩu ấy. Ồ. Truyền thanh không dây kỹ thuật số này. Chị bảo là chị để vậy thôi nhưng khóa rồi. Không, thấy là khóa mọi người không để. Đây tôi quay về phía trong này cho các bạn xem này. Đấy. Người ta này, đây là nhà cộng đồng các bạn nhé. Thì ai cũng có thể là vào trong xem được. Ở đây còn có cả hòm thư góp ý đây. Các bạn muốn góp ý gì thì gửi thư vào đây nhá. Nhà là ở phía trong này chắc là để dành cho dân làng. Anh Hải ơi, ở đây không phải lá cọ mà lá gì thì, lá danh, lá danh. Là cây danh mà, máy danh mà. Hay thật đấy. Nhìn này. Nhà này hình như xây... Mà ở phía bên cạnh này toàn trồng hoa sim ở xung quanh. Một bên là hoa anh đào, một bên là hoa sim. Đẹp, để cho mọi người check in. Tiếc quá không vào trong để quay cho các bác xem được. Nó thôi, cái nhà này chắc cũng dựng lâu rồi nên cũng thấy bị mối mọt này một ít rồi. Toàn bộ gỗ tự nhiên. Gỗ này gỗ tốt em ạ, không có chuyện mối mọt đâu. Mối mọt nó chỉ là cái bám ở phía ngoài thôi. Nào tất cả anh chị em đứng đây để chụp một kiểu ảnh nào. Đây. Nhà đông lớn nhất Tây Nguyên. Rồi bây giờ Phạm Dũng đi xuống xong rồi Phạm Dũng quay ở phía dưới lên để xem, để đứng ở dưới nhìn mới hết được cái nhà đông. Cẩn thận ngã nha. Đẹp không? Đẹp lắm. Yeah. Nào, chụp một kiểu ảnh nào. Ok, quá tuyệt vời. Đây, bây giờ xuống dưới chỗ hoa sim này, check in này. Để xem cái hình. Cái hình này là hình gì đây? Đây là hình này là hình có một... mẹ đang bế con đúng không? Mà mẹ đang bế con đúng không? Ừ đúng rồi. Mấy chị em đứng cạnh đi để Dũng chụp cho quả hoa sim đi. Đến đây mấy chị em đứng vào đây. Đây, hai người đứng hai bên. Đẹp nhá. Đẹp quá. À, bây giờ mình tiếp tục di chuyển đi về Lý Sơn, Quảng Ngãi các bạn nhé. Xin các bác ủng hộ Hải nhá. Xin phép các bác 30 giây dành cho quảng cáo. Hiện tại thì bên nhà Hải đang bán những sản phẩm như thịt trâu gác bếp, chẩm chéo những gia vị đặc sản Tây Bắc như quế hoa hồi, hạt dổi, mắc khén, tất cả những cái đồ ngâm tỉu và liên quan đến đồ nhậu là phải liên hệ với em Hải theo số hotline 0974 686 389 hoặc truy cập qua website sapatv.vn. Còn bây giờ đang cuộc hành trình xuyên Việt ở tại Tây Nguyên và Măng Đen. Tại bản ở đây rất là nhiều cảnh đẹp và hoa đẹp. Hôm nay giữa Tây Nguyên thì vợ chồng em và cả ekip đang có mặt ở tại một nơi. Các bác có đoán là một nơi nào không ạ? Một điểm nà rông mà lớn nhất Tây Nguyên luôn. Và hôm nay là hai cái sản phẩm của em, thịt trâu và chẩm chéo nước chấm thần thánh đã có mặt ở đây nhá. Các bác muốn mua hàng, muốn đặt được hàng chuẩn xịn thì có thể truy cập vào website sapatv.vn hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại 0974 686 389 để tránh các trường hợp mà nhiều link giả mạo, mạo danh mà nhận được hàng không đúng chất lượng, mất tiền oan mà dùng sản phẩm mà không ưng ý như mình ạ. Nhớ ủng hộ vợ chồng em thì hoặc các bác truy cập vào website sapatv.vn. Cảm ơn các bác nhà. 30 giây dành cho quảng cáo đã kết thúc. Xin thành cảm ơn. Chào. Anh em mình vừa mới lên xe. Đang trên đường quốc lộ 24 Lào Cai Mái Đỉnh. Ký hiệu cái đường này mình thấy trên Google Maps nó là AH32 các bạn ạ. Mà hình như là đường này là đường quốc mới lộ 24 luôn. Rất là đẹp. Đi từ cần nhiều cái cung đường mới như này. Đi từ Măng Đen đi về Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi thì Google Maps đã báo rơi vào khoảng 3 tiếng đồng hồ các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Hai bên đường là rừng thông hết đấy. Bây giờ mình đi Tây Nguyên là nó không còn khó khăn hồi xưa nữa. Đường là được làm mới và trải nhựa là phẳng lì, mình thoải mái mình đi phượt. Nhưng mà các bạn đi đường này thì hết sức lưu ý là để ý đến cái vấn đề tốc độ, đảm bảo an toàn cho mình mà cũng như người khác. Đừng vì đường đẹp quá mà bắn tít thà lò. Anh Hải biết Ba Tơ là ở đâu không? Ba Tơ Quảng Ngãi, cách đây 77 cây. Thế à? Hôm nay là anh em mình chia tay phố núi đi về với lại là rừng biển. Thì hành trình anh em mình đi ra ngoài Bắc ấy các bạn ạ, thì sẽ đi đan nhau, lên rừng xuống biển, lên rừng xuống biển. Đấy. Hôm nay về Quảng Ngãi mình phải hát cái bài lên rừng xuống biển luôn đấy nha. Có bài hát lên rừng xuống biển à? Vâng. Cùng thời điểm, ngay tại thời điểm bây giờ này là anh em mình đang từ trên phố núi đi xuống. Còn có một đoàn đua xe đạp xuyên Việt đang đạp từ Quy Nhơn đi lên phố núi Gia Lai. Khoảng 2 tiếng nữa là họ sẽ tới đích. Đẹp chưa? Họ mới bắt đầu check in Tây Nguyên hả? Đẹp ha. Đấy. Mà đường đẹp thì cách. Mà khi các bạn xem video ấy, mình đang quay này thì cái nhìn cái tốc độ của nó hơi nhanh, nhưng thực ra tốc độ của anh em mình đi rất là chậm, vì là cái khi mà trên máy quay nó cái kính giảm tốc này nó không có nguồn tác dụng nữa đối với máy quay. Đây đường thì cho 80 nhưng mà anh em mình đi 5-60 thì các bạn ạ. Đường này là đường này là rất thích hợp với những biker, những người mà thích đi anh trai biển 29 đấy. Này. Đường đẹp, đường Tây Nguyên là đi phượt là tuyệt đỉnh luôn. Đẹp và không khí trong lành nữa. Dạ. Đây đúng kiểu là gọi là trèo đèo lội suối các bạn ạ. Mới đầu thì cái đường ở khu vực kia thì khá là mới, nhưng mà đây là đường nó hơi cũ hơn một chút, hẹp hơn chút. Và lên đây thì mình lại thấy có một cái gì đó của Đà Lạt, của Sapa các bạn ạ. Thời tiết thì lại âm u, thấy u kính mến này, sương mù kéo đến. Đoạn này là một trong những đoạn là quanh co nguy hiểm nhất trên cái cung đường này. Đoạn qua cầu PE. Mình sẽ đi qua cầu PE. Ở đây thấy ghi là đèo nhưng mà không thấy ghi tên đèo. Đẹp quá. Phải nói là cảnh Tây Nguyên này cũng rất là đẹp, không thua kém thì Tây Bắc đâu các bạn ạ. Anh em có dịp ở đây nên đi trải nghiệm một chút. Từ đây đi Ba Tơ còn 41 km nữa. Mình đang đi ở đường mà thấy một chú nghé. Ai mí đuổi con nghé đấy đây kìa. Cái đàn nó đang kia kìa, cái đàn nó đang kia, nó đang lẻ loi kìa, đuổi nó lại đây. Ơ kìa, nó đi ngược lại rồi. Nó bị lạc đàn rồi. Ông đi Thả Châu à? Dạ. À. Nhà ông ở xa đây không? Cái đây ông là người gì? Người địa phương ở đây. Người địa phương à? Người đồng bào tên là gì ông? Người Y1 à? Dạ. À thế ạ. Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 70 ạ. 70 à? Ông thả rất nhiều trâu. Đây để... là trâu của nhà ông hay là ông đi? À trâu của nhà luôn. Trâu ở đây thường bán khoảng bao tiền con không? Khoảng ai cũng phải 30 triệu con kìa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Kệ nó, tí nó khác về mà. Một người để làm sao? Cái trâu ở đây mà làm trâu các bếp là cũng ok lắm đấy anh em ạ. Để xem mà độ trâu này nó có béo không? Béo phết đấy. Nhưng mà ông đi chăn xa thế? Ở gần thì không có cỏ, phải đi xa. Ở gần thì không có cỏ đúng không? Nào, đi nhanh lên các chú trâu này. Sắp đến chỗ ăn cỏ rồi. Mấy chị em đuổi trâu đây. Đuổi trâu về trưa nay về buôn mới được ăn cơm. Nào, đi chăn trâu nhá. Bơ và anh Mí là về đàn trâu là thấy kiểu đúng cảnh ấy rồi đấy nhỉ. Yeah. Con trâu này mấy hơn. Mỗi năm là mình bán được khoảng bao nhiêu con không? Năm nay cũng được 5 con. À, năm nay được 5 con, thế là năm 35 150 triệu rồi. Trâu ở đây là có được giá đấy. Trên con giờ này các chợ phiên Trung Quốc không nhập nữa, trâu này nó cũng mất giá đi nhiều. Ôi, né đường rồi, trâu ơi. Trâu ơi, xe kìa. Đi sang bên kia. Người ta bảo là khi mà tránh trâu là chó thì tránh đằng đầu, trâu thì phải tránh đằng đít. Có nghĩa là con chó ấy, khi mà đi ra giữa đường nó hay quay ngược trở lại. Còn con trâu ấy là phải tránh đằng đít, vì con trâu là nó cứ tiến thẳng thôi. Khi mà anh em tham gia giao thông là phải lưu ý cái khoản đấy. Thế ông đi chăn trâu như này là đến chiều tối mới về, ông phải mang cơm đi chứ đúng không? À, ông đem mang cả cơm lắm đi theo đây này. Ông có mang nhiều cho anh em con ăn đấy, con chăn trâu cho. Ông mang nhiều không? À. Nhưng mà riêng cái đội này mà nhìn thấy trâu này là nó nhìn thấy món trâu góc bếp đấy không ạ? À, em chào anh. Kìa, có cả xe, cả cảnh sát giao thông nữa kìa. Cho giao thông đi nào. Đuổi trâu gọn vào cho các bác police đi. Các chú giao thông là pip pip mà. Các chú mà gặp các chú mà gặp cảnh này thì hello. Ai Mí mải đi chăn trâu mà còn ngã cơ mà. Đi bộ với ông một tí cho nó vui. Ông ơi, thôi có khi là chào ông, gửi ông một chút quà đi em. Ông ơi, bọn cháu có một chút quà muốn gửi tặng ông nhá. Này. Chào anh. Cảm ơn cháu ạ. Rồi, chúc ông có thật nhiều sức khỏe nhá. Và mỗi năm bán này gấp đôi lên là 10 con trâu nhá. Rồi, con chào ông nhá. Thôi đi anh em, mình tiếp tục hành trình. Đàn trâu của ông là cũng nhiều con phết đấy chứ. Gần 20 con rồi. Đi bụi mù mà Dũng thử đoán xem ở đây có bao nhiêu con? 12 con không? 14, đôi 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Con chào ông nhá. Chào ông. Vâng. Dạ. Ai bảo chăn trâu là khổ. Tôi đây chăn nàng còn khổ hơn chăn trâu. Hiện tại thì anh em mình đang có mặt tại đèo thuộc địa phận của tỉnh Quảng Ngãi các bạn nhé. Ở đây thì cái đường rất là đẹp. Nếu mà các bạn nhìn ở trên cái bản đồ đây này, anh em nhìn trên bản đồ. Đấy, rất là đẹp luôn, mờ mờ. À, nó uốn lượn vòng quanh. Nhưng mà anh có cảm giác như kiểu say xe hay say cà phê nhỉ? Cả hai thứ kết hợp lại anh, vừa cà phê nó lâng lâng, vừa đèo nó góc khúc nhiều quá. Mình lại đang giảm độ cao rất là nhanh. Áp suất nó đang thay đổi nhỉ? Ù hết tai. Chị có chịu không? Không. Mình đang từ độ cao 1200m đi xuống với 0m. Đi xuống biển. Ở phía dưới này là có một ngôi làng, nhưng mà xa quá không hơi khó nhìn. Đoạn này là khó nhất. Chuẩn bị đến những đoạn đèo rất là khó, nhưng mà được cái ở đây nó lại hết cái sương mù rồi. Đèo này cũng nguy hiểm đấy. Thực ra các cái đường đèo nó nguy hiểm nhất khi mà trời sương mù các bạn ạ, và chạy buổi tối thì nó nguy hiểm. Còn ban ngày thì bây giờ cơ bản là các đoạn đường này nó cũng tương đối là rộng, và những khúc cua thì nó đã đều có cái gương lồi như này này. Đấy. Nên là mình khi mình nhìn tham gia giao thông, mình nhìn những cái xe đối diện nó cũng rất là dễ. Đằng này có một gia đình đi chăn trâu, hai bố con, hai mẹ con. Hai mẹ con hay bố con? Chào chị nhá. Chị là người gì nhỉ? Ôi chị ấy, đang muốn trò chuyện với chị một chút mà chị sợ ống kính các bạn ạ. Nên là chị quay đi mất rồi. Sợ. Sợ quá. Chúng thực sự là kiểu ở đây họ ít tiếp xúc với lại là người lạ nên là. Hiện tại thì anh em tôi đang có mặt tại địa phận của Quảng Ngãi các bạn ạ. Ở chỗ này có một cái view. Anh thấy là ra đây này, ngắm cảnh xuống cực đẹp luôn. Cô này nấu cơm có cái view rất là hay luôn này. Làm gì có người ở đây, có người ở không? Cái này gọi là cái lán để đi làm lương. Đến tí trời chưa lắng này vào đây nghỉ ngơi, nấu cơm ở đây luôn. Chiều đi làm tiếp. Khi pơ về Ái Mí mà nhìn thấy cảnh này chắc là nhớ đến quê nhà lắm ấy nhỉ? Này, à đây này, ba đua họ làm, họ phơi luôn đây. Rửa đây. Ngày mai đi làm. Đang là làm đây là khoai mì sắn. À trên kia có người kìa. Anh chào cô nhá. Anh chào cô. Đang làm cỏ sắn đấy. Ui, các bạn nhìn những cảnh ở dưới này thì phải nói là đẹp, rất là đẹp luôn. Đi lên, mình đi lên mình trò chuyện với các cô một chút đi. Thế như là chỗ này để mọi người nghỉ trưa. Ở đây là cái có cái nồi cơm. À vừa nấu xong có ít ra cá khô. Ôi, ăn rất là đạm bạc luôn. Vào trong này ngồi nghỉ mát phết này. Đây này, điện đây này, điện nắp chỗ này. Có điện không? Đây, bị thủng bạt, bị thủng mấy lỗ nhá. Soi vào là thành điện luôn đây này. Như họ còn mang cả màng rồi là cả chiếu ra đây ngủ luôn ấy. Kiểu chắc là lương xa nhà quá. Chắc phải đi làm mấy hôm mới về. Đi ra chơi với các cô thì. Bà con kiểu sinh hoạt ở đây luôn đấy. Phơi đồ đây không mà. Phơi đồ, phơi điếc đầy đủ, underwear các kiểu. Cẩn thận dám gãy sắn nhá. Gãy một cây sắn là sẽ phạt là ở lại đây dãy cỏ. Chào các chị nhá. Chào các cô. Cười. Một chị à. Một chị ngại quá chị chạy về rồi. Cái này là bây giờ mình mới bắt đầu trồng hay là đang thu hoạch hả chị? Mới bắt đầu trồng mà. Chị em. Đấy em dạy hộ chị luôn nhá. Tí đã trưa về ăn cơm cùng chị luôn. Làm như này có phải biết làm không chị? Như này biết làm chưa? Biết làm chưa? Ôi nhưng mà cái cào này của chị cùn, hơi cùn. Nhưng mà mọi người này, cẩn thận em ơi, cẩn thận không phải cào luôn cả cây sắn đấy nhá. Mà bơi Ái Mí nó làm thường xuyên đấy mà. Với lại mọi người nhìn thấy ở đây cái lượng cỏ rất là nhiều luôn này. Với lại là đây là phần xương sớm này. Đấy. Cái cuốc của chị mà trồng mà là trồng này xuống cái đồi này luôn nè. Nhà chị có ở gần đây không? À nhà chị ở dưới buôn dưới này đây à? Thế là chị đi là người đồng bào gì? Hả? Đồng bào gì? À không biết. À ở đây họ không nói ít tiếng Kinh. Nhưng mà anh Hải này người ta trồng xuống cái sườn dốc rồi luôn nè. Thì phải sao trồng sườn từ dưới lên chứ. Cảnh đẹp nhỉ, đèo kìa. Anh em nhìn thấy 1, 2, 3 3, 4 khúc cua, ôi dưới kia nữa kìa. Thế vừa nãy đi dãy cùng đây là con à hay là em? À đấy là con à? À con gái. Mẹ con gái thấy. Thế là tối chị ngủ luôn đây à, em thấy giặt cả đồ luôn. Đi về. Nhưng mà chị có một cái chỗ mà làm việc phải nói là cực kỳ view đẹp luôn. Chị ơi, thôi mà anh chị em vừa đi ngang qua đường nhưng mà vào thấy chỗ cái lán của chị ấy, mở cái nồi cơm của chị ra thì cũng chỉ thấy có mỗi cá khô, không có cái thịt ít gì ăn ấy. Em gửi biếu chị một ít để chị mua đồ ăn, thức ăn nhá. Chị ngại. Không sao đâu chị. Không sao đâu, em gửi chị 1 đồng này chị. Chị ngại đấy. Mọi người chắc là cao này cơ mà. Cứ đưa chị đi. Đây, em gửi chị. Không ấy nữa. Không sao đâu, em gửi 1 đồng để chị mua đồ ăn. Khoai mì nổi tiếng, cái lá mì xào mê tép ấy nhỉ. Đấy. Chị bảo là nhiều tiền quá, chị sợ, chị không dám nhận là không sợ đâu nên là đút túi là chị ok rồi. Em chào chị nha. Lần đầu tiên kiểu chị bảo lần đầu tiên thấy tiền nhiều, chị sợ. Hiện tại thì anh em mình vừa mới xuất sơn các bạn ạ. Từ trên núi xuống đến biển rồi. rời khỏi núi. Hổ đã bắt đầu rời núi. Hiện tại thì mình đang có một số anh em đang đặt cơm sẵn ở đây rồi. Một quán cơm niêu rất là ngon, muốn quay phim chia sẻ với các bạn luôn. Cơm niêu hoa sữa. Em chào anh. Em chào anh. Giới thiệu với cả nhà, đây là anh Long, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ở Quảng Ngãi. Đấy, tiếp đón anh em mình. Hôm nay là anh em mình xơi món gì đây Huynh nhỉ? Hôm nay mình sẽ dùng một bữa cơm trưa tại nhà hàng hoa sữa của Quảng Ngãi. Đây là một trong những cái đặc sản của Quảng Ngãi cũng rất là tuyệt vời với quê Quảng Ngãi, và hôm nay được đón anh em Hải TV Sapa đến với Quảng Ngãi thân thương chúng ta. Rồi trước là anh em có gặp nhau ở trên cao nguyên đá Hà Giang, và anh ấy có lời mời là khi nào có dịp vào trong Quảng Ngãi thì alo cho anh. Lần trước thì anh em mình đi qua đây muốn đi Lý Sơn, nhưng mà cái lúc đó thì Lý Sơn nó bão nên là mà không đi được, thì lần này quay ra là nhất định là phải gặp anh để anh em cùng nhau đi Lý Sơn. Nhưng mà liệu bác có ra Lý Sơn chơi với em đúng không đấy? Có chứ. Bận đi họp, ra được cái gì? Ngày mai thì anh sẽ họp với Sài Gòn, dạ. Xong là về anh sẽ bay ra sau với Hải. Ok anh Giang. Rồi, đây mời anh em vào. Rồi, anh em vào. Dạ. Ồ, nhà hàng này rộng rãi đấy nhỉ? Đây mọi người. Đây, mời anh em. Ngồi đây đi. Dạ. Mời em. Đây ngồi đây anh. Đấy mọi người ngồi bên này này. Rồi. Anh ngồi đây. Rồi mời anh em. Đấy anh là phải ngồi cái ghế chủ tịch đây. Rồi anh mời anh em. Ồ, cơm niêu đã chuẩn bị một bàn cơm niêu rất là đầy đủ luôn. Một em. Cái này là cơm cháy hả anh? Cơm cháy. Đấy. Bánh tráng. Bánh tráng. Bánh tráng gạo mè. Ở đây có những món gì đây? Thịt luộc này, gà xào xả này, đấy, rồi tôm diêm thịt này. Ồ, toàn những món ngon, đặc biệt là canh cua, cà pháo, cơm niêu. Cái này là món cá, này là cá này là cá gì anh nhỉ? Cá ni. Cá ni. Ô cái này nổi tiếng lắm này. Đặc sản nổi tiếng đấy. Lần trước mình đi qua đây rất nhiều khán giả Sapa TV bảo anh nên thưởng thức cái món cá này này. Canh cua cà pháo. Ôi tuyệt vời, toàn những món ngon. Đây, thiếu ăn. Hả? Tỏi Lý Sơn. Tỏi Lý Sơn. Lần này anh em mình ra Lý Sơn là phải đúng rồi. Kiếm thật nhiều tỏi Lý Sơn. Và đặc biệt cái món này chúng ta không thể nào bỏ qua với Quảng Ngãi là cá bóng sông trà. Cá bóng sông trà. Đặc biệt nhất là của Quảng Ngãi. Thế ai mà đến với Quảng Ngãi dừng chân là đều phải dùng cá bóng sông trà. Cá bóng sông trà. Còn cá này là cá gì hố. Đây? Cá hố. Cá hố. Thế ạ. Dạ. Cảm ơn anh, hôm nay một bữa trưa rất là thịnh soạn. Thôi bây giờ anh em mình mời cả nhà. Anh ơi nhưng mà mỗi anh em mình phải làm một con cá này trước đi. Anh đưa bát em lại. Cảm ơn em. Dạ. Đây. Mời anh ra. Ok. Nhà anh có ở gần đây không? Gần, anh gần đây luôn mà. Gần đây mới đón tiếp được anh em chứ xa đâu đón tiếp được. Dạ. Nên mấy hôm nay Quảng Ngãi là thời tiết có. Mọi người làm bát đi. Thời tiết Quảng Ngãi mấy nay đẹp lắm nhưng hôm nay nó hơi mù một xíu. Em chia sẻ thật là không biết sao lần nào đặt chân tới Quảng Ngãi định đi Lý Sơn là trời em mù. Không nhưng nghĩ không sao đâu. Chắc chắn là thời tiết ngày mai và ngày mốt của ngày tốt á. Thời tiết âm u, thầy u kính mến. Anh dùng đi anh. Rồi, anh em mình thưởng thức món cá đi. Anh vừa bảo cá gì nhỉ? Cá niên nghe. Cá niên. Nấu với cái canh này nước nó hơi đắng nhỉ? Đúng rồi, nó rất là đắng. Nó đắng bởi vì là nó tiết mật cá đúng không anh? Đúng rồi. Cá niên là nó có hai dòng loại cá niên. Cá niên của Sơn Hà khác với cá niên của Ba Tơ. Mà đặc biệt là cá niên của Ba Tơ thì lại ngon hơn cá niên của Sơn Hà rất là nhiều. Rồi mời cả nhà dùng. Mời cả nhé. Vâng. Con cá này phải ăn hết nó mới ngon. Dạ, ăn có xương hả anh? Mà có xương nhỏ ấy, các em lưu ý nhá. Ăn con cá này cảm giác nó đầu tiên là hơi đắng, nhưng mà sau đấy thì nó bắt đầu nốt nóng cổ, bắt đầu mới thấy cái vị ngọt tiết ra từ mật. Mà ai mở Sapa TV cái phải hơi to sao nhỉ? Để mở bé tiếng. Nay là hình ảnh anh em mình đi Tây Nguyên. Thì con này béo. Béo ngọt thì đắng. Ăn con này là đủ vị hết đấy anh nhỉ? Ăn cay ngọt bùi này. Cái ruột ở bên trong nó càng đắng mạnh anh nhỉ? Anh Long là giám đốc của công ty du lịch gì anh nhỉ? Anh là công ty cổ phần du lịch quốc tế Đại Việt Tour. À, công ty cổ phần quốc tế là đi nước ngoài, là tổ chức đi nước ngoài đúng không anh? Thế nào anh bố trí cho anh em đi nước ngoài nhá. Một lần đi anh. Đi không? Không, mình phải đi châu Á trước chứ, mình phải lần lượt. À, mới được đi châu Âu. À, phải đi mấy nước châu Á trước nên là làm được xin visa nó dễ đúng không anh? Đúng rồi. Thường mà các anh hay tổ chức tour đi những đâu? Thì các anh đặc biệt là đi những thị trường trong Đông Á, châu Á. Bởi vì sau khi mà đại dịch á, thì cái thị trường châu Âu của anh cũng giảm bớt, do nó ảnh hưởng về một số cái chính trị và chiến tranh đó. Mình tập trung mình đánh vào phân khúc mà Đông Nam Á châu Á là chủ yếu. Anh cho anh em đi du lịch Đông Nam Á thì nó đơn giản quá. Giản châu Á đi, Hàn Quốc, Nhật gì đấy anh ạ. Nhưng ở nơi nào có nền ẩm thực mà nó phong phú á nhỉ? Nhưng mà bây giờ mà chưa làm hộ chiếu thì bây giờ mà đăng ký thì mất khoảng bao lâu thì đi được anh? Hộ chiếu làm có mười mấy ngày mấy mà. Nên là có quy định mới. Ngày xưa thì làm nhanh, chứ bây giờ làm ít nhất phải mất một tuần. Nên gửi hồ sơ giờ mình mất 10 ngày. Bây giờ nó gửi hồ sơ cho anh để đi nhá. Chuẩn bị đi xong xuyên Việt thì lại đi du lịch Đông Nam Á, châu Á. Ngon quá nhờ. Anh thích ăn cá này đấy. Ăn con giòn, con giòn đó. Con giòn ở ngay chân cầu gì ấy nhỉ? Cái cầu gì nổi tiếng ở Quảng Ngãi này? À, cầu Trà Cốc. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, chân cầu Trà Cốc. Hồi nãy anh có dùng rồi. À, ăn rồi. Vâng, anh cứ dùng bao nhiêu dùng nhá. Ôi nhưng mà cái niêu này đối với mình nghe chừng nó vẻ hơi mong manh các bạn ạ, bé quá. Với cái lực ăn của mình. Hả? Đây các em ăn cơm thì ăn với lại là món tép này. À đâu, cái này anh gọi là cá bống mà đúng không? Cá bống. Cá bống sông trà. Ủa. Nhìn nó bé bé nhưng mà thịt nó rất là dai và chắc. Kho lại cho một chút ớt nữa, kiểu dạng. Ở trong em là có những quán là ghi là cá bống sông trà xong rồi nấu ăn với lại cháo trắng ấy anh. Đúng rồi. Cái này là đem vô Sài Gòn mà để ăn cái món gì đấy chị? À, sườn rim. Bắt đầu về đến biển là độ ngọt của cái này cũng tăng dần. Bây giờ mình đi ăn đồ trên núi. Hôm nay là anh em mình sẽ ăn cơm cho nó thanh đạm lại cơ thể. Sau đó bắt đầu từ ngày mai lại nạp thêm nhiều đạm mà. Từ ngày mai bắt đầu lại hải sản ngập mồm. Cá bống ngon này. Tôm rim mà. Khi mà đến Quảng Ngãi ấy, ngoài huyện đảo Lý Sơn ra thì mình nên đi đâu anh nhỉ? Mình đi ngoài huyện đảo không á thì anh nghĩ mình nên phải chọn một trong những điểm biển miền núi, đặc biệt là Ba Tơ, nó có những cái di tích lịch sử, nó gắn liền với những người dân tộc H'Re đó. Nó cũng là một cái nét đẹp, một cái nét mới của du lịch. Của bên anh có tổ chức tour đi đấy không? Có liên tục mà. Thế hôm nào lần sau mà em quay vào anh đưa bọn em đi nhá. Đặc biệt là để cho Hải qua những cái câu chuyện về của người H'Re, đặc biệt là những đám cưới, đám tang của người H'Re rất là hay. Anh ơi, cái đấy là đúng sở trường của em luôn đấy. Nhưng mà thịt luộc này, các bạn nhìn cái đĩa thịt luộc này. Bây giờ thịt luộc này lại phải chấm với lại là mắm tôm đúng không anh? Đúng rồi. Thế à? Đây, mời anh em nhé. Làm gì ai không tỏi à? Tỏi Lý Sơn à? Tỏi là bé nhỉ? Tỏi Lý Sơn chính hiệu. Dạ. Chính hiệu luôn. Dạ. Thơm. Thơm á, mày ra đi. Món cơm này ngon đấy anh nhỉ. Món cơm này đúng kiểu cơm niêu. À là tương bên mình là dẫn tour du lịch theo kiểu là vừa trong và ngoài nước đầy đủ hết anh ha. Đúng 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 rồi. À, có tổ chức tour đi Lý Sơn luôn. Đúng rồi. Ừ. Đầy đủ hết mà. Món này là món cá hố à? Hố chiên, nướng à? Chiên à. Cá hố này mình đã ăn lần nào chưa nhỉ Diễm nhỉ? Cá hố này mình đã ăn lần nào chưa, nhìn có vẻ béo nhỉ? Thế không? Mời anh em nhé. Rồi anh em Hải ơi, anh em dùng hả? Dạ, anh có việc gì? Ok anh ra. Rồi, anh ấy có việc đi. Đây em mình ok. Anh ra ngoài chỗ thiên ngắn anh. Dạ ok anh ta nhé. Rồi. Dạ ok anh. Em cảm ơn nhé. Bận rộn thế mà anh vẫn tiếp anh em chu đáo này. Dạ em cảm ơn. Ok anh. Dạ em cảm ơn anh ạ. Đây là gà kho sả. Thấy không? Pơ ngồi đây để gắp cho nó gần này em. Này, đây gà kho sả này. Ở trong này gọi gà kho sả, ngoài mình gà rang sả. Không mà cái tỏi Lý Sơn ở đây không? Nó bé bé nhỉ? Mình đi nhiều nơi người ta giới thiệu tỏi Lý Sơn nhưng mà không phải. Không có nhiều loại tỏi nhưng mà tỏi Lý Sơn các tỏi nhỏ bán giá không? Em đã làm cái tỏi Lý Sơn hơn nó khai nghệ nhẹ. Mọi người ăn thấy nó không có bị đèo, không có ấy. Ăn ngon. Nhỏ nhỏ đây anh em ạ. Làm tí thịt này. Đó, chấm ấy. To là con thịt tỏi cô đơn. À. Ngon. Đang nhiều xào á. Cá kho, tôm kho cá. Dạ. Dạ. Đây là cái canh à. Canh cua ngon. Canh cua ăn với cả pháo. Hai món sườn rim. Mọi người ăn tí thò đấy nhá. Nhưng mà bữa giờ mình phải ăn gà nướng không lam này kia đâu. Chị ta ngắt cho. Nhưng mà ở Tây Nguyên này đặc sản là gà nướng cơm lam rượu cần. Nào trứng cá hố này anh em. Hả? Em thấy trời em ngu lắm anh ạ. Ngày mai là anh em mình sẽ đi bằng tàu cao tốc ra ngoài đảo Lý Sơn. Anh em nào mà biết ở ngoài Lý Sơn mà có món gì ngon thì anh em hãy comment vào video nhé. Hoặc là nhà nào mà có cái nông trại kiểu tỏi Lý Sơn ấy, giới thiệu anh em mình. Anh em mình đi quay quảng bá cho mọi người biết. Ăn thịt kho mọi người chấm với cái cải chua này nè. Cải chua ngon. Em thích nhất cái món luộc kim lợi luôn. Ăn với cà pháo này, cà pháo này giòn. Nào cuốn cái dưa. Nhưng mà dưa này không chua mấy nhỉ? Nhìn này là ngon. Wow. Đang ở trên kia thời tiết là mát mẻ. Về đây bắt đầu miền Trung thời tiết nóng lắm các bạn ạ. Đang là nắng nóng đỉnh điểm luôn á. Ở trên Tây Nguyên đang là mùa mưa nha, là mùa chặt hơn bé. Gà chặt không giống Sapa TV đúng không? Nào chặt nhỏ ra để cho nó ngấm gia vị á. Rất là nhiều xả luôn. Nhà ăn rất là thơm nhiều xả. Nhưng mà đúng không? Lưu ý là sau này ai đi hành trình mà đi Kon Tum từ Măng Đen mà về đây là buổi sáng nên ăn cơm đầy đặn, không đi đường đèo ấy. Mệt đấy, đường đèo cũng gắt quá. Hôm nay là Diễm mà mặc dù là uống cà phê rất là tít nhưng mà phải nói là bị say cà phê vì đường đèo đúng không? Sườn ngon này, đường Tây Nguyên thì nó cũng giống như đường ở Tây Bắc, nhiều đèo, đồi núi, chập trùng. Nhỏ đường đèo từ đấy đến đây vẫn đẹp mà. Đói quá làm hết một bát cơm liêu luôn. Cho thêm bát canh cua đi chị ơi. À, em gái cá ngon phết đấy. Món này ngon nhỉ. Món này ăn tối cơm lắm anh em. Ngon. Bơ mai mì hôm nay bị say không? Không ạ. Em ngủ rất là ra đây là tỉnh. Còn cà pháo không nhỉ? Đây nè, ăn còn 2 trái này. Đây còn nữa anh. Cánh cua ngon à. Thế làm miếng tỏi Lý Sơn. Em kẹp cái miếng thịt luộc chấm mắm tôm á. Kẹp miếng thịt luộc chấm mắm tôm. Đây, mình sẽ làm thêm miếng thịt luộc nha. Cho thêm. Nhưng mà cái tỏi này ăn nó cũng không có mùi mấy nhỉ? Đây là đỉnh này. Sấm mắm tôm ngập thế. Ngon. Giờ anh em mình ăn cơm, lát nữa về phòng đặt chi khách sạn là mình sẽ quay chia sẻ với các bạn là cái khách sạn ở của mình ở như nào nhé, để các bạn là khi có dịp đến thành phố Quảng Ngãi có thể đến để ở cùng.